Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật, khép lại một tuần với bao bộn bề công việc của những ngày giáp Tết, cùng với đó là những thách thức của dịch bệnh. Quý vị hãy dành chút thời gian cùng Cà phê sáng để điểm qua những thông tin tích cực hấp dẫn từ chương trình mang lại quý vị nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, thông thường thì vào dịp cao điểm Tết, các bến xe tại Hà Nội sẽ có khoảng 800 đến 1.000 lượt xe để phục vụ trên 15.000 lượt hành khách đi các tỉnh thành mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh vào năm nay, chỉ đạt 20% số chuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo lãnh đạo các bến xe Hà Nội, không ghi nhận nhà xe, doanh nghiệp vận tải nào gửi văn bản hoặc thông báo xin điều chỉnh giá vé. Do vậy, dịp Tết Nhâm Dần năm nay, giá cước vận tải xe khách tại Hà Nội sẽ không tăng. Cũng liên quan đến vấn đề đi lại của người dân, từ hôm qua 22 tháng 1, hành khách khi đi máy bay sẽ không cần phải đưa giấy xét nghiệm và chứng nhận tiêm đủ vaccine để kiểm tra. Đây là quy định mới nhất vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh triển khai ngay đến các hãng và sân bay để tạo điều kiện với hành khách đi lại bằng hàng không. Các hãng bay và sân bay điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không sẽ không yêu cầu có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm. Trường hợp khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa thì yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giá trị trong 72 giờ trước thời điểm bay. Đối với tổ bay là phi công, tiếp viên sẽ bỏ quy định xét nghiệm trước khi thực hiện chuyến bay nội địa. Như vậy, với quy định trên đã nới lỏng thủ tục đi lại của hành khách, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không còn phải có giấy xét nghiệm âm tính như trước đó. Thưa quý vị, Vietnam Airlines cũng vừa chính thức thông báo triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ đến châu Âu từ ngày 24 tháng 1. Tất cả chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350. Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách cần tìm hiểu thông tin và đảm bảo đáp ứng các quy định về nhập cảnh tại điểm đến như yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19, nơi lưu trú tại điểm đến, thời gian theo dõi sức khỏe. Chương trình tiếp nối với những tin tức liên quan đến kinh tế. Thưa quý vị, Bình Thuận, vùng trồng thanh long lớn nhất cả nước, đã tìm hướng ra cho khoảng 120.000 tấn thanh long chính từ nay đến Tết Nguyên đán bằng việc đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch đường biển. Theo Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, nhiều doanh nghiệp thu mua đang tìm hướng chuyển sang xuất khẩu chính ngạch bằng đường biển. Hiện có 7 doanh nghiệp khác thu mua lượng lớn thanh long để xuất khẩu bằng đường biển. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm container và chi phí vận chuyển đường biển tăng cao, tàu hàng cập cảng cũng thường bị trễ. Bởi vậy, Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp tăng năng lực xuất khẩu bằng đường biển để giải quyết số lượng thanh long chín còn rất lớn từ nay đến giữa tháng 1 âm lịch. Để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, thời điểm này hàng trăm loại hoa cây cảnh đã đổ bộ các khu vực chợ hoa, tuyến đường tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sức mua của người dân chưa cao, khiến cho nhà vườn, tiểu thương không khỏi thấp thỏm lo âu. Bày bán gần 200 chậu quất cảnh tại khu vực thường xuyên có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, sau gần 10 ngày, tiểu thương này mới chỉ bán được một vài chậu. Anh cho biết, đa số khách chỉ đến tham khảo giá mà không mua sớm như mọi năm. Mỗi năm thì họ mua cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà năm nay nó do dịch bệnh kìa, nên nó rất là chậm lại, cái chậm. Nói chung mà vài về đã vài bữa rồi nhưng mà vẫn bán được cũng vài cây. Qua khảo sát, thị trường hoa và cây cảnh Tết năm nay tại Đà Nẵng khá đa dạng, giá thành không quá cao nhưng không khí mua bán trầm lắng hơn so với những năm trước. Một trong những nguyên nhân được các tiểu thương cho biết là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thu nhập của người dân bị giảm, phải cắt giảm chi phí mua hoa, cây cảnh. Bên cạnh đó, một số người có tâm lý đợi tới những ngày cuối cùng của năm để mua được giá rẻ. Thu nhập kém lắm. Dân thu trẻ giá rất là thấp, mà những cây rất là to tiền. Nên mỗi năm nhà cây đó 7-8 triệu, năm nay dân thu trẻ chỉ 3 triệu rưỡi 4 triệu thôi. Nên là thấy mùa tình hình không ổn lắm. Cây lớn thì tầm 3 triệu mấy, còn cây nhỏ là trung trung là tầm 2 triệu, là 2 triệu trở xuống. Vừa túi tiền để những người dân mà trong thời gian dịch bệnh đó, mua về là họ để trong nhà.
Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề, với sức tiêu thụ như hiện nay, nhiều nhà vườn tiểu thương bán hoa cây cảnh tại Đà Nẵng lo ngại nguy cơ thất thu. Hy vọng những ngày tới, lượng người mua sẽ tăng lên để cả người bán và người mua đều có một cái Tết trọn vẹn. Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hối hả vươn khơi bám biển với hy vọng chuyến ra khơi này sẽ đánh bắt được nhiều cá tôm, bởi sau những ngày sóng to gió lớn thì nguồn hải sản lại dồi dào. Dịch bệnh, thời tiết diễn biến xấu, hơn nửa tháng qua, tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không thể ra khơi sản xuất. Vì vậy, trong ngày đầu biển lặng, các bến bãi, cảng cá đều tấp nập tàu thuyền cập bến nạp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm. Bà con chạy đua với thời tiết để vươn khơi mưu sinh và có thêm nguồn thu nhập trang trải các khoản chi tiêu trong dịp cuối năm. Bữa nay là ngày hết giờ Tết đến rồi, nghe thời tiết là bố rồi em, xí mãi gì đó, là đồng biên phòng cho sức. Cho nên ngư dân chúng tôi là tranh thủ để đi cho hết ngày để kịp vô bà lo trong tới Tết sắp đến. Gắn chiếc máy thông tin liên lạc trên con tàu hơn 500 mã lực trước giờ ra khơi đánh bắt hải sản, thuyền trưởng tàu cá QNG97472TS Đỗ Trọng Vọng liên tục hối thúc các bạn thuyền nhanh chóng kiểm tra lần cuối các thiết bị, ngư lưới cụ phục vụ khai thác để chuẩn bị xuất bến vươn khơi. Anh Vọng cho biết, thời tiết mùa này thay đổi không theo quy luật, biển liên tục đón những đợt sóng lớn, nên lúc trời yên biển lặng, anh và bạn thuyền tranh thủ dong buồm, vươn khơi. Vươn khơi bám biển không chỉ sản xuất nâng cao thu nhập, mà còn là tinh thần say mê lao động của những người theo nghiệp sóng nước. Vì vậy, trời yên biển lặng luôn là niềm vui bất tận của bà con ngư dân ở các làng chài ven biển của tỉnh Quảng Ngãi. Chuyển sang các tin tức trên lĩnh vực văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng thường niên về khoa học công nghệ Vinfuture lần đầu tiên vừa được trao cho những nhà khoa học lừng danh thế giới về những phát minh có ý nghĩa lớn với nhân loại. Sau lễ trao giải, công chúng đã có dịp lắng nghe những chia sẻ gần gũi về con đường nghiên cứu cũng như là cuộc sống đời thường của những bộ óc vĩ đại của thế giới vào sáng ngày 21 tháng 1 tại Hà Nội. Tiến sĩ Catalin Carrico, một trong ba nhà khoa học được vinh danh giải thưởng chính, giải thưởng Vinfuture với nghiên cứu về vaccine COVID-19 mRNA, chia sẻ một cách gần gũi và giản dị, bà cho biết không phải con đường làm khoa học nào cũng bằng phẳng để gặt hái thành công, mà thành công chính là sau rất nhiều thất bại. Với người trẻ muốn theo đuổi khoa học, phải làm, phải yêu. Khi yêu sẽ làm hết sức mình bằng cả trái tim và tâm trí. Điều quan trọng là không bao giờ phải lo lắng làm một mình, luôn luôn có những người khác hỗ trợ, không lo về thiếu thốn. Ít làm ra nhiều, khó khăn tạo ra thành công. Thông điệp của tôi đơn giản là làm và làm nhiều hơn. Để có được thành tựu trong nghiên cứu, nhiều nhà khoa học đã có đồng nghiệp hậu phương rất mạnh mẽ, vững chắc. Đó là người bạn đời của giáo sư Starim Abdul Karim hay giáo sư Karasta Abdul Karim đến từ Nam Phi với nhiều nghiên cứu có ý nghĩa trong phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Hay những câu chuyện ấu thơ đã trở thành nguồn cảm hứng tìm tòi khám phá cho nhà khoa học hàng đầu thế giới. Hãy tìm tòi, tò mò, khám phá, khát khao, tìm kiếm. Bố tôi là nhà vật lý, mẹ tôi là nhà khoa học. Khi nhỏ tôi đã tham gia nhiều thí nghiệm. 4 đến 5 tuổi, bố mẹ đưa tôi đến công viên, bố mua cho tôi một cốc nước đá. Hồi đó tôi mới học tiểu học. Bố tôi cũng hỏi, nếu có viên đá con thả xuống nước thì nổi hay chìm? Tôi đã nghĩ đá chìm, nhưng hóa ra nó nổi. Tôi tò mò tìm hiểu vì sao. Những bộ óc thiên tài với sự nỗ lực phi thường vì khoa học cùng với sự hợp tác không biên giới của họ đã truyền cảm hứng và mang đến hy vọng cho biết bao người trên thế giới. Sự gặp gỡ của họ tại Việt Nam với cầu nối Vinfuture đã góp phần khẳng định những khát khao được tiếp cận, vươn tới và định vị của khoa học và công nghệ Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán, người lao động được nghỉ 9 ngày gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần, nên nhiều gia đình đã lên kế hoạch du lịch. Với trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều đơn vị lữ hành đã sẵn sàng đón khách du xuân, vừa bảo đảm chất lượng các dịch vụ, vừa an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Điển hình như công ty lữ hành Hà Nội Tourist chào bán tour đi bộ Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội, công ty lữ hành Việt Food Travel giới thiệu sản phẩm xe đạp Thăng Long Tứ Chấn khởi hành từ mùng 2 Tết. Tại Hà Nội, Sở Du lịch đã có yêu cầu cụ thể với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc bảo đảm an toàn về phòng chống dịch trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán cũng như các hoạt động du xuân.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ hội Tết Việt 2022, hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội khinh khí cầu, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây là một trong những hoạt động chào đón năm mới cũng như là góp phần kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch. Trong sự háo hức chờ đợi của người xem, những chiếc khinh khí cầu với nhiều màu sắc sặc sỡ được bơm đầy hơi và bay lên không trung. Chiếc lớn nhất có chiều dài lên đến 22 mét. Lần đầu nhìn thấy khinh khí cầu ở cự ly gần, nhiều người tỏ ra rất thích thú. Bình thường thì mình chỉ thấy trên TV thôi, nhưng mà hôm nay thì mình thấy ngoài thực tế như này, mình thấy rất là tuyệt vời. Mình rất là vui khi là các cái gia đình của mình đều được đến đây vào dịp cuối tuần. Em thấy rất là vui, phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để tìm đường tới đây để xem khinh khí cầu. Em có chụp hình và quay một ít video để về đăng lên mạng xã hội. Ngày hội khinh khí cầu là một trong những hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội Tết Việt 2022 với số lượng khinh khí cầu lớn nhất từ trước đến nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động không chỉ chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 mà cũng là dịp kỷ niệm một năm thành lập thành phố Thủ Đức, ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Qua đó quảng bá hình ảnh thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, góp phần phục hồi du lịch của thành phố sau dịch Covid-19. Nhiều tuyến đường ở vùng nông thôn Bình Phước hôm nay đẹp hơn bởi ngập tràn sắc hoa. Những con đường hoa đã có phần thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan cũng được nâng lên rõ nét. Không chỉ tạo cảnh quan thoáng đãng, tuyến đường hoa Hoàng Yến dài gần 2 km trên đường DT759 đoạn qua xã Đa Kia, huyện Bù Sa Mập được hình thành đã góp phần tô điểm sắc màu cho cảnh quan nông thôn. Trước đây, hai bên lề tuyến đường này đầy cỏ dại, nay được thay thế bằng đường hoa Hoàng Yến nở vàng rực. Năm 2019, UBND xã Đa Kia phát động trồng hoa, làm đẹp các tuyến đường. Nhiều người dân trong xã góp sức, góp công để nối dài các tuyến đường hoa. Không chỉ góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, việc xây dựng tuyến đường hoa còn được kỳ vọng mang đến cho người dân sự ấn tượng về một vùng nông thôn rực rỡ sắc hoa, mang lại vẻ đẹp thanh bình ở nơi xa xôi này. Sau hơn 2 năm thực hiện, tuyến đường hoa của xã như khoác lên mình chiếc áo mới với khung cảnh tuyệt vời của những cây hoàng yến. Đối với người dân, khi tự tay trồng và chăm sóc hoa đã nhân lên ý thức giữ gìn môi trường, làm đẹp cảnh quan và gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên thì không khí năm mới đã tràn ngập ở ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt tại đây còn diễn ra một chương trình ý nghĩa mang tên Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết. Sau đây mời quý vị hãy cùng với Cà phê Sáng đến với không khí Tết tại đây quý vị nhé. Đây là nghi lễ dựng cây nêu, một trong những phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc Kinh. Cây nêu được dựng lên tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam với mong muốn xua tan những điều xấu của năm cũ, mang lại cuộc sống bình yên, đón Tết bình an cho cộng đồng 54 dân tộc anh em tại ngôi nhà chung này. Không chỉ sắc xuân mà vị Tết cũng đã hiện diện ở ngôi nhà chung. Những chiếc bánh chưng này đang được bà con và các chiến sĩ chuẩn bị để dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi về đây đã hơn 3 năm rồi và cũng đã tham gia 3 cái Tết gói bánh chưng tại làng văn hóa du lịch cây dân tộc Việt Nam. Tôi đang đại diện cho dân tộc Chất Đăng thuộc tỉnh Kon Tum. Nhưng mà với cái ngày lịch sử như hôm nay là để đóng góp cho những người nghèo ăn Tết thật là vui vẻ. Thế nên là bản thân tôi thật là tự hào. Chúng tôi thấy đây một chương trình là rất có ý nghĩa để giúp đỡ những người nghèo trong quá trình đón Tết. Được một cái Tết đầm ấm hơn trong quá trình là... Đặc biệt là trong ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm nay thì rất nhiều người có những cái hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết là một trong những hoạt động thường niên tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn thể hiện những cái tấm lòng sẻ chia của không chỉ cán bộ công chức viên chức người lao động của làng văn hóa, đồng bào các dân tộc đang tổ chức hoạt động tại làng văn hóa mà kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái nhà hảo tâm chung tay góp sức để cùng chúng tôi làm nên một chương trình có ý nghĩa tặng cho những người nghèo đang có gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.
Chương trình đón Tết Nguyên đán và gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 tại ngôi nhà chung, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp. Cà phê sáng nay được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tuần lễ công nghệ thông tin Nhật Bản diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Osaka, Nhật Bản vừa khép lại. Đây là sự kiện công nghệ thông tin thường niên lớn nhất Nhật Bản do AX Japan tổ chức. Tại sự kiện, các sản phẩm của Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, hơn 160 doanh nghiệp trong và ngoài Nhật Bản đã trưng bày các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến. Đáng chú ý, giải pháp phân tích và quản lý hình ảnh thông minh CIV AMS và giải pháp chuyển số Cloud MSP của Việt Nam đã tạo được ấn tượng tốt, hứa hẹn mở rộng hợp tác với các đối tác. Tại triển lãm lần này, tôi rất quan tâm tới giải pháp phân tích và quản lý hình ảnh thông minh CIVAMS của CMC. Điều khiến tôi ấn tượng với giải pháp này là công nghệ nhận diện cảm xúc. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh, hầu hết tất cả mọi người đều làm việc từ xa. Những người quản lý như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt cảm xúc của nhân viên. Tôi nghĩ rằng CIVAMS sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn tinh thần làm việc của nhân viên. Được phát triển bởi Viện Nghiên cứu CMC dựa trên công nghệ xử lý hình ảnh thông minh, CIV AMS có khả năng phân tích video, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng danh tính, đo thân nhiệt, giúp kiểm soát ra vào tại các khu vực cần bảo mật cao hoặc những nơi có lưu lượng người ra vào lớn. Trong khi đó, Cloud MSP cho phép khách hàng khai thác sức mạnh của điện toán đám mây nhờ các chuyên gia của bên cung cấp dịch vụ. Sau 3 ngày, chúng tôi có thu hút được hơn 500 lượt người đến tham quan và cũng có hơn 50 công ty có đặt vấn đề hợp tác cụ thể với chúng tôi. Tôi cũng hy vọng là qua hoạt động này thì chúng tôi có thể mở rộng được quan hệ business với các công ty ở khu vực Kansai, tìm kiếm thêm được nhiều cơ hội dự án mới, giới thiệu được các sản phẩm chất lượng cao làm bởi người Việt Nam đến với khách hàng Nhật Bản. Được thành lập vào tháng 8 năm 2017, CMC Japan là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đi đầu về công nghệ phần mềm tại thị trường Nhật Bản với tỷ lệ tăng trưởng liên tục đạt trên 200%. Sau hơn 4 năm bước chân vào Nhật Bản, CMC Japan hiện có quan hệ hợp tác với hơn 100 khách hàng tại thị trường này, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như SoftBank, Technology, CNC, SRA, Intas, OST. Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa phát hiện một rạn san hô nguyên sơ khổng lồ có hình dạng giống bông hoa hồng và dường như chưa bị tác động của tình trạng biến đổi khí hậu ở ngoài khơi đảo Tahiti, phía nam Thái Bình Dương. Theo UNESCO, quần thể san hô này có chiều dài lên đến 3 km và chiều rộng 64 m. Đây là một trong những quần thể san hô lớn nhất hiện nay trên thế giới. Quần thể san hô này được phát hiện ở vùng biển sâu 30 đến 65 mét và vẫn đang phát triển tốt. Đa số các dạng san hô được biết đến hiện nay nằm ở độ sâu 25 mét. Các dạng san hô ở các vùng biển sâu hơn có thể được bảo vệ tốt hơn trước tình trạng nóng lên toàn cầu. Việc khám phá ra dạng san hô nguyên sơ ở Tahiti có thể truyền cảm hứng cho nỗ lực bảo tồn các dạng san hô trong tương lai. Đảo Tahiti thuộc quần đảo Polynesia của Pháp. Năm 2019, các dạng san hô ở quần đảo này bị tẩy trắng đáng kể do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Một số trận mưa đá và tuyết rơi gần đây dẫn tới sự thay đổi cảnh quan trong và xung quanh Ả Rập Saudi, khuấy động sự phấn khích của người dân địa phương và gây xôn xao trên mạng xã hội. Sa mạc ở Ả Rập Saudi trong hình dung của mọi người thường là những cồn cát luôn bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Tuy nhiên, gần đây, những cồn cát này bất ngờ bị tuyết phủ, khiến người dân địa phương đổ xô tới quan sát cảnh tượng khác thường này. Thời tiết mùa đông với cường độ mạnh như vậy ở khu vực sa mạc Badr là hiện tượng hiếm thấy trong nhiều năm. Nhiều người gọi đây là trận mưa đá lịch sử. Nhân dịp Tết âm lịch Nhâm Dần 2022, hôm qua Văn phòng Bưu chính của Liên Hợp Quốc đã phát hành bộ tem đặc biệt để chào đón năm mới vạn sự bình an.
Bộ tem mừng Tết Nhâm Dần 2022 do họa sĩ người Trung Quốc thiết kế, bao gồm 10 con tem với mệnh giá 1,3 đô la Mỹ cho mỗi chiếc. Biểu tượng của Liên Hợp Quốc được in phía bên trái và phần này có thể được sử dụng làm các con tem cá nhân nếu người mua có nhu cầu. Trong khi đó, hình vẽ minh họa một con hổ dũng mãnh giữa những bông hoa hồng được in phía bên phải. Bộ tem Nhâm Dần 2022 cũng là khởi đầu cho một chu kỳ mới của bộ tem 12 con giáp do Liên Hợp Quốc phát hành. Thưa quý vị, những hình ảnh về bộ tem mừng Tết Nhâm Dần 2022 vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cà Phê Sáng Đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.